đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Sau việc an ủi khi Nhật Kim Anh bị đuổi khi về thăm con trai. Từ sau khi ly hôn thì đây là lần thứ N mà Nhật Kim Anh lên tiếng tố cáo gia đình chồng cũ cản trở về việc thăm con trai. Nhật Kim Anh công khai ly hôn chồng cũ là doanh nhân vào khoảng giữa năm 2019, sau 5 năm về chung một nhà. Dù việc này đã xảy ra trước đó nhưng cô quyết định giấu đi vì không muốn làm ảnh hưởng đến con trai. Điều căng thẳng của họ kéo dài khiến khán giả mệt mỏi không phải chuyện phân chia tài sản, mà chính là mâu thuẫn trong việc giành quyền nuôi con trai chung, tên là Ngô Bửu Long. Sau việc động viên Nhật Kim Anh, vừa qua trên trang cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ sự tức giận khi muốn gặp con trai trước ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 để tặng quà cho con. Như bố mẹ và chồng cũ cản trở, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi nhà. Chứng kiến tâm thư của cô nhiều sau việc và cộng đồng mạng không cầm được nước mắt, Hồ Bích Trâm cho biết cô ức giùm đàn chị, càng đọc càng thấy thương cả chị và bé, sao tàn nhẫn vậy trời, người lớn mà hành xử thua cả đứa con nít, làm vậy nghĩ là ngăn cản được chị và bé sao? Càng làm vậy thì sức mạnh của người mẹ càng lớn, em mong chị và bé sớm đoàn tụ, sau này đoàn tụ rồi thì đối xử, một hai lần y như vậy, không cho họ gặp, cho họ hiểu cảm giác nha chị, phẫn nộ mà không giúp được gì cho chị, độc mà ức, theo dõi chuyện này lâu mà lần đầu em ức, em chịu không được. Nhật Kim Anh cho biết cô chỉ mới thắng phiên tòa sơ thẩm, còn lên phúc thẩm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thương em quá, trang trần, mình ôm con mình lại khóc, MC Quốc Bình, cố gắng lên em, cuộc chiến còn dài, cho dù mình là người thắng kiện, đừng nản lòng em nhé. Nhật Kim Anh hối hận vì trót nghe lời gia đình chồng cũ. Nữ diễn viên tiếng sét trong mưa hối hận tự trách bản thân mình khi ngày xưa đã nghe trót lời bên gia đình chồng để con trai ở nhà cho họ chăm sóc, thay vì lúc nào cũng ôm Bửu Long cùng theo, lang bạc đi đóng phim đi hát. Nhật Kim Anh đã phải sống xa con trai 5 năm. Cô thể hiện tâm trạng chán nản. Mẹ mệt mỏi quá Tin ơi, vì con mà mẹ đã phải đấu tranh từ lúc ly hôn sơ thẩm lên phúc thẩm, rồi đến bây giờ giành lại quyền được sống bên con, mẹ thực sự mệt mỏi quá. Mẹ chỉ hy vọng, cầu nguyện pháp luật công minh có thể đòi lại công bằng cho mẹ và con được sống bên nhau thôi. Nhật Kim Anh còn xúc động nhận sai với con, hôm nay mẹ xin lỗi con trai yêu vì đã không thể thực hiện được lời hứa đưa con đi chơi quốc tế thiếu nhi. Con trai cố gắng chờ mẹ nhé, vì con mẹ sẽ làm tất cả, mẹ sẽ cố gắng đấu tranh vì con trai yêu của mẹ. Mong rằng Nhật Kim Anh sẽ không nản chí trong cuộc tranh giành này và phép màu sẽ đến với hai mẹ con cô.